Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì nông trại Chimi Farm thì tiếp tục làm các cái clip liên quan đến cây nho. Cây nho cũng là một cây trồng đang được phát triển tại nông trại. Thì mình có những trong thời gian mình rảnh rỗi trong lúc chăm vườn ấy thì mình sẽ đi quay lại cái clip. Tiện đây thì mình cũng chia sẻ với tất cả mọi người luôn để cho những ai mà thích Chimi Farm, thích cây nho thì có thể xem để mình có thể là trồng cây nho. Thì hôm nay mình sẽ làm clip về cách phân biệt giữa cái chồi nách cũng như là mầm ngủ. Thì cây nho hiện tại thì mình đang có cái vườn nho mà mình trồng cũng đang cái độ tuổi lớn và đang tạo cành. Thì mình đây có một cây nho điển hình ở đây. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy cây nho nó vừa mới này, gốc nó đây đây, cây trồng được khoảng 4 tháng thì nó bắt đầu mình tạo tạo tán cho nó. Thì trên làm sao các bạn mà khi mà trồng nho thì việc tạo cành cũng như cắt cành rồi xử lý quả là rất là quan trọng để giúp mình có thể là được thu. Thì đây các bạn thấy thấy nhá, ví dụ như là trên một cái cây nho như này, một thân nho này mình tạo ra cho nó hai cành cấp 1 này về hai phía. Đấy. Trên những cành cấp 1 này mình có để nó đẻ ra các cành cấp 2. Các cành cấp 2 đây, một cành hai cành cấp 1 này. Đấy. Các cành cấp 2 1 2 3 4 5 6. Cái số dành cấp 2 này thì nó tùy thuộc vào cách các bạn làm thôi. Đấy. Và chế độ dinh dưỡng các bạn chăm thì trên cái cành đây, trên cành cấp 1 này mình sẽ chỉ cho các bạn thế nào là một một cái chồi nách nhá. Đây. Đây trên một cái mắt của cây nho đây. Đấy mình zoom mà các bạn này thấy nhá. Đây là cái chồi nách này, từ cái cành cấp 1 nhá, từ cái cành cấp 1 của mình ra đây. Đấy. Đây cành cấp 1. Cành cấp 1 này. Thì trên một cái chữ cái một cái nách này. Một cái nách của cây lá này nó có hai cái mầm. Đấy, ví dụ như là đây. Hai cái mầm này rất quan trọng trong trồng nho. Đây bạn nhìn thấy nhá, đây. Đây là cái chồi nách nó đã ra cành này. Đây để mình zoom lại. Mình khóa nét vào cái này. Đây. Đây là cái chồi nách nó đã ra cành. Đấy, khi mà mình trồng cái cây này tháng 4 mà. Đấy thì mình sẽ hy vọng mình kỹ thuật trồng của mình thì mình sẽ thu hoạch vào đến tháng 11 thu hoạch quả. Thế nên mình sẽ tạo tán cho cây bằng cái chồi nách này. Đấy, chồi nách này nó ra rất nhanh. Khi mà các bạn cắt cành một cái, đây mình cắt cụt cái cành cấp 1 này đi, thì các chồi nách mỗi một cái nách lá này nó sẽ ra một cái chồi nách nó mọc mọc mọc, mọc lên. Đấy, thì nó sẽ ra được cái cành nách này. Còn cái mầm ngủ này này, đấy, cái mầm ngủ đây này. Cái mầm ngủ mà các bạn nhìn thấy đấy, cái mầm ngủ của nó đây này. Đấy, cái mầm ngủ của nó, đây mình xoay sang. Đấy, các bạn nhìn đây, đây cái mầm ngủ này. Cái mầm ngủ này mình sẽ dùng đến nó khi mà mình có cắt cái vụ hè, thu hoạch vụ hè thì mình sẽ cắt cành làm sao để cho nó cây nó cái mầm ngủ này nó bật khi vừa mùa kết thúc cái mùa đông mình cắt để cho nó bật cái mầm ngủ này ra để mình có thể thu hoạch được quả. Đấy. Thì đối với cây nho hạ đen ở nông trại Chimi thì mình cũng như các bạn đã làm là 2 vụ. Đấy. Làm 2 vụ thì hiện tại đang là tháng 8 thì là cái vụ cuối năm. Đấy. Còn cái vụ tháng 3, vụ đầu năm. Đấy là các vụ cắt cành các bạn nhé. Đây cũng trên cái cành cấp 2 này mình có thể chỉ cho các bạn. Trên cành cấp 2 này nó cũng có chồi nách và mầm ngủ luôn. Đấy. Ví dụ đây. Đây là cái chồi nách này, cái chồi nách này nó vừa mới 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 bật ra luôn. Thì mình cách cụt cái cành cấp 2 thì cái chồi nách của cành cấp 3 nó lên luôn.
trong khi cái mầm ngủ nó vẫn đây này. Đấy, cái mầm ngủ nó vẫn được, cái lá nó ôm, cái nách nó ôm. Thì cái chồi nách đấy, thì rất nhiều bạn là cũng chưa biết là tại sao trên cành cây nho, ví dụ cây bình thường các bạn thấy là thường mình cắt một cành cái thì nó có cái cành khác nó bật lên, nhưng trên cây nho thì mỗi một lách lá thì nó có hai cái mầm, một là chồi nách, hai là mầm ngủ đấy. Ngoài ra thì các bạn nào mà chưa trồng nho, trồng cho chưa có nhiều kinh nghiệm hay hoặc là mới bắt đầu tìm hiểu về cây nho thì đây các bạn có thể, đây là cái gì, đây là cái tua cuốn của nó này đấy, nhiều bạn cũng biết là cứ để nó thôi, cái tua cuốn của cây nho đấy, trên một cái cành cây, cây nách của cây nho nó có cả chồi nách này, mầm ngủ này và cả tua cuốn nữa đó. Cái tua cuốn này là một cái mà không có tác dụng gì hết, đây mình phải ngắt nó đi, các bạn dùng kéo nhé, đây mình đang không kéo thì mình không đấy, mình phải ngắt cái tua cuốn này đi. Cái tua cuốn này nó không có tác dụng đối với cây nho mình, cây nho mà mình chăm sóc này. Mình khi mà mình, các bạn trồng nho thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ tạo tán cũng như là cố định cành bằng dây đấy, mình dùng dây dây ví dụ đây mình dùng cái thiết bị buộc cành tự động này này đấy, đây mà các bạn nhìn này, thì mình cũng vận buộc cành tự động này để cố định cái cành nho cũng như là dáng của nó. Chứ còn cái tua cuốn này là những thứ mà nó tiêu hao dinh dưỡng này đấy, tiêu hao dinh dưỡng của cây này, rồi nó không tập trung được dinh dưỡng vào các cái chồi mà mình mong muốn thì các bạn phải bỏ nó đi. Nó chỉ cái tua cuốn này chỉ trên cây dại thôi, trên cây dại đây, trên cây dại, chứ còn cây mình chăm sóc thì các bạn nên bỏ hết nó đi. Đó, bỏ hết nó đi. Một trong những cái việc rất quan trọng mà trong chăm sóc cây nho ấy, thì các bạn sẽ thấy là khi mà mình tạo tạo dáng cái cây nho ấy, thì cây nho nó ra các cành cấp 1, cấp 2. Thế nhưng mà những cái chồi ở nách, những cái chồi mà mình không muốn nó ra ra cành ấy, nó lại cứ ra cành. Ví dụ như thế này đấy, ví dụ như là nó sẽ xuất hiện là những cái đây, ví dụ như mình đã cắt đây này, đây là những cái chồi nách mà nó ra, mình chỉ muốn có hai cành cấp 1 ở trên đỉnh thôi đấy, thế mà nhưng mà nó lại có những cái chồi nách bên dưới cái cành cấp 1 này, thì mình sẽ cắt cụt nó đi đấy, để cho sao nó tập trung chính vào cái phần cành cấp 1 trên trên thôi. Còn bên dưới đây, ví dụ cái cây cây này, đây cái gốc của cây nho đây, nó cũng ra được những cái chồi này, những cái chồi này các bạn phải bỏ nó đi, bỏ sạch nó đi luôn, những cái chồi này nó không tác dụng, tại vì mình chỉ cần một thân chính này thôi, một thân chính này, một thân chính đấy đi lên đến cành cấp 1, đấy, hai cành cấp 1 hai bên, và những cành bên dưới nó có ra bao nhiêu thì mình cũng bỏ hết. Để mình tìm một cái cành cây điển hình cho các bạn là mình phải bỏ đi như thế nào nhá, tại vì đây mình cũng vườn này mình cũng làm rất sạch. Đây ví dụ cây này, đây cái cây này là cây em út, cái em út nó chậm lớn, có thể là cái gốc của nó chưa được khỏe. Đây thì mình sẽ chỉ cho các bạn, đây mình đây cái cành cấp 1 mình, còn đây là cái thân mà cái cây mà mình cố định nó để giúp cây thân lên leo lên thế nhá. Cành cấp 1 của mình cắt nó ở khoảng cách 90 phân, đây 90 phân anh em nhé, 1 2 3 4 đấy, và thêm 10 cm ở phía dưới gốc nữa là 90 phân, 90 cm. Đấy, 90 cm. Ừ. Thì khi mà cây nó đạt đến chiều cao này, đây cây bây giờ nó còn chưa đạt chiều cao, nó đang đạt đến được có 70 phân thôi. Khi mà cây bắt lên đạt đến chiều cao là 90 phân thì mình sẽ cắt ngọn. Cắt ngọn và để cây ra cành cấp 1. Trong quá trình mà mình chăm sóc cây này thì do cây bây giờ nó đang thấp, nó bé. Đó, mà nó đang ra các cái cành chồi nách này này, cái chồi nách bên dưới này. Những cái chồi nách như này các bạn phải bỏ đi. Để làm sao cho cây nó tập trung chính, mình phải dùng kéo các bạn nha. Tập trung chính vào
cái ngọn của mình đang muốn ngọn nó lên cao mà cây còn đang chậm. Đấy, cây em út so với các cây khác thì nó mình phải bỏ hết cái cành cấp 1, à cái chồi nách ở đây dưới đi. Đây, cả các tua cuốn này mình đã cố định cái cây này bằng cái thiết bị, cái dụng cụ buộc cành tự động. Thực ra thì nó cũng chẳng tự động đâu, mình phải bấm 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 thì nó buộc như vậy được. Cứ tất cả các cái tua cuốn này các bạn cũng phải bỏ đi để làm sao cho cây nó lên đến đâu là mình cố định nó bằng bằng dây hết rồi. Đấy, các cái tua cuốn này các bạn bỏ đi. Đấy, bên dưới gốc cây này, đấy, bên dưới gốc cây thì nó cũng ra các cái cây cành thì mình phải bỏ nó hết đi. Đây là những cành mà nó không tác dụng gì hết, mình chỉ cần một thân thôi, cây nho chỉ cần một thân thôi đó, thì mình sẽ bỏ hết ra đi đây để cho nó tập trung chính đó. Nuôi một mình nó đã chưa xong rồi còn đang chậm so với anh em, mà bây giờ còn đòi nuôi thêm một đống nhít 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 nhít, nhít con đàn chó đống nữa thì không được rồi. Đấy, sau khi mà mình bỏ hết các cái cành nhánh đi rồi tua cuốn đi thì cân đây thân cây rất là sạch, thân cây sạch, thân cây sạch thì cái ngọn nó mới lên nhanh được. Đấy, trong vòng ngày ngày nữa thì ngọn mình chăm bón thì cây nó sẽ lên ngọn, lên được cái cành cấp 1 này. Đấy, thì mình sẽ tiến hành cắt tỉa. Ok, thì hôm nay cả mình làm clip mà chia sẻ về cái chồi nách như mầm ngủ. Đấy, cách nhận biết rồi cả tua cuốn nữa. Thì trong những clip sau thì mình sẽ làm cả về giới thiệu cho các bạn về kỹ thuật cắt cành, tỉa cành. Cắt tỉa cành. Thì tất cả mọi tất cả theo dõi kênh YouTube này nhé. Mình cũng sẽ chia sẻ nhiều và hy vọng là anh em sẽ có dịp giao lưu. Cảm ơn tất cả các bạn.